Thưa quý vị, theo quy định thì hiện nay các cửa hàng sẽ phải xuất hóa đơn điện tử cho các khách hàng trên từng lần bán xăng dầu. Vậy việc thực hiện các quy định này tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu cũng như đối với những người dân thực tế đang được thực hiện ra sao? Hãy cùng đón xem trong bản tin Hà Nội 18 giờ ngày hôm nay. Hà Anh và Thanh Vân sẽ đồng hành cùng quý vị. Trước tiên thì xin được hỏi chị Thanh Vân, chị có thường lấy hóa đơn điện tử khi đi đổ xăng hay không ạ? Bản thân tôi thì đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có thói quen này. Thường thì đi đổ xăng sẽ rất là nhanh, sau đó thì sẽ đi luôn. Vâng, tôi thì cũng chưa có cái thói quen là lấy hóa đơn điện tử sau mỗi lần đổ xăng. Và thậm chí là tôi còn không biết đến là có cái quy định này. Và gần đây khi mà có chỉ đạo của Thủ tướng về việc là tăng cường thanh tra kiểm tra đối với việc là xuất hóa đơn bán lẻ sau mỗi lần đổ xăng, thì tôi mới được biết là từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 thì Nghị định 123 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ đã chính thức có hiệu lực. Và theo đó thì các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay sau mỗi lần giao dịch. Và quy định thì là vậy. Thế nhưng thực tế thì thời gian qua tại hầu hết các cây xăng thì việc cấp và lấy hóa đơn không diễn ra thường xuyên liên tục mà chỉ dựa theo yêu cầu của người mua. Và điều gì khiến cho các quy định này chưa được thực hiện rộng rãi cũng như người dân? Tại sao họ có phải thực sự cần đến loại hóa đơn này hay không? Doanh nghiệp cũng đang thực hiện ra sao về việc xuất hóa đơn theo quy định? Ghi nhận của phóng viên Đài Hà Nội ngay trong buổi trưa ngày hôm nay tại một số cơ sở kinh doanh xăng dầu. Hiện nay thì vẫn còn khá nhiều những người dân khi đi mua hàng họ vẫn không biết hoặc không quan tâm đến việc các cơ sở kinh doanh xăng dầu sẽ cần phải xuất hóa đơn điện tử trên từng lần bán. Tôi không biết về cái quy định đấy lắm vì tôi thường thường tôi đổ thì tôi cũng không quan tâm hóa đơn. Tôi cứ đổ xong rồi tôi đi thôi. Cái này mình không rõ đâu, không quan tâm vấn đề này đâu. Em cũng có biết nhưng mà tôi cũng không quan tâm lắm, mua xong rồi đi luôn thôi ạ. Mình chỉ đến đây đổ xăng thôi, mình đi luôn, mình cũng không quan tâm đến hóa đơn gì đâu ạ. Việc áp dụng hóa đơn điện tử từ lâu đã được chính phủ khuyến khích áp dụng với các mục tiêu chính để người nộp thuế nhận được những lợi ích lâu dài. Thứ hai là để ngăn chặn thất thu thuế nhà nước, quản lý tốt hơn việc minh bạch trong kinh doanh, quản lý nguồn hàng. Với mặt hàng xăng dầu cũng vậy. Song với đa phần người dân, họ lại chưa quan tâm tới việc lấy hóa đơn sau mỗi lần mua hàng. Tầm 2-3 hôm em đổ một lần ạ. Và thường thì em đổ cá nhân thì em sẽ không khi nào lấy hóa đơn cả. Tại vì là nó cũng chả làm gì hết ấy. Cho nên là em chỉ đổi không trả tiền trực tiếp luôn thôi ạ. Thường thì mình đi xe gia đình, xe tư nhân nên là mình không hay lấy hóa đơn. Mình trả tiền xong là mình đi luôn. Vội nên là mình đi luôn, mình không hay hỏi hóa đơn đâu. Xe công ty, xe doanh nghiệp cần hóa đơn về thanh toán cho công ty người ta thì lấy thôi, còn mình dân thường này cần gì đâu. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng chưa trang bị máy móc, thiết bị phục vụ việc xuất hóa đơn điện tử. Như tại cửa hàng này, thời điểm ghi hình, tất cả mọi người có nhu cầu vẫn chỉ được xuất hóa đơn giấy. Chúng tôi chủ yếu là xuất tất cả cho những người mua hàng. Thế và đặc biệt là các cơ quan doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước hoặc là những một số cá nhân họ có nhu cầu xuất hóa đơn thực tế. Còn cũng có một số cá nhân họ mua ít nhỏ lẻ họ cũng chẳng lấy. Qua phản ánh của phóng viên trong phóng sự vừa rồi tại một số cây xăng dầu thì có thể thấy rằng người dân chưa quan tâm cũng như là chưa có thói quen lấy hóa đơn điện tử sau mỗi lần mua bán xăng dầu. Việc có quy định xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần mua bán xăng dầu là rất cần thiết, được quy định tại Nghị định 80/2023 của Chính phủ, đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, tránh gây thất thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, để nghị định đi vào đời sống cần phải có lộ trình phù hợp. Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đăng Doanh, ông có đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Không phủ nhận đây là một chủ trương đúng đắn, nhưng khi đi vào thực tế thì quy định này vấp phải những khó khăn như thế nào ạ? Phù hợp với cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi sang kinh tế số thì việc là áp dụng hóa đơn điện tử là một điều rất cần thiết, và điều này thì giúp cho doanh nghiệp cũng như là cơ quan nhà nước tiết kiệm được chi phí về thời gian cũng như chi phí về nguồn nhân lực. Cho nên tôi thấy đây là một xu hướng cần phải được vận dụng và được thực hiện một cách có hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Lợi ích kinh doanh xăng dầu thì rất là rõ ràng, một lô hóa đơn điện tử thì rất là công khai minh bạch và có thể kết nối ngay với lại cơ quan thuế, cho nên là sẽ là bảo đảm cái việc thu thuế một cách công bằng, công khai minh bạch và bớt những các cái hiện tượng như trước đây đã có nói là có cái sự là
không được là minh bạch, và vì vậy nên chưa là tận thu được cái số thu thuế cần thiết trong kinh doanh xăng dầu. Để phát hành được hóa đơn điện tử đến với tay khách hàng ngay tại cây xăng thì doanh nghiệp cũng cần phải đầu tư một khoản chi phí như là chi phí thiết bị hạ tầng rồi thiết bị in. Ở Việt Nam thì ngoài những cây xăng của công ty doanh nghiệp xăng dầu lớn thì vẫn còn những cây xăng của doanh nghiệp tư nhân. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để có thể hài hòa nhu cầu thị trường này ạ? Vâng, để có thể vận dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp phải tổ chức lại các cái cột bơm của cây xăng. Và mỗi một cột bơm như vậy phải gắn với lại thiết bị đếm và thực hiện hóa đơn điện tử. Vì vậy cho nên là chi phí đối với lại các cây xăng tùy theo số cây xăng có thể là từ khoảng 320 triệu đồng cho đến 1 tỷ đồng. Bởi vì mỗi một cột bơm như vậy phải có các thiết bị, trang thiết bị điện tử cần thiết. Cái chi phí đó dĩ nhiên là chi phí đầu tư và chi phí vận hành thì doanh nghiệp sẽ tính vào cái giá xăng bán cho người tiêu dùng. Và vì vậy cho nên người ta đã có sơ bộ tính toán có thể là sẽ mỗi một lít xăng sẽ được tăng thêm vì cái chi phí hóa đơn điện tử đó khoảng 30 đồng hay còn có thể cao hơn. Về chi phí bao nhiêu là hợp lý và cần thiết thì rất cần có sự hướng dẫn và sự giám sát của cơ quan nhà nước để tránh cái việc là tính quá cao các cái chi phí vào người tiêu dùng. Và cái chi phí này thì sẽ làm cho nâng giá các cái chi phí vận tải cũng như là nâng giá về giá thành của các cơ quan sản xuất cũng như là dịch vụ vận tải của các công ty và doanh nghiệp. Mỗi ngày thì có hàng chục triệu người đi đổ xăng, tuy nhiên thì rất nhiều người lại tỏ ra là đang chưa quan tâm và thờ ơ đến việc lấy hóa đơn điện tử sau khi mua bán xăng dầu, đặc biệt là khách hàng cá nhân. Vậy chúng ta cần phải làm gì để chủ trương này có thể đi vào đời sống thưa ông? Đấy là một chuyển biến mới, vận dụng một cái hình thức công nghệ mới. Vì vậy cho nên chúng ta phải có lộ trình, chúng ta phải có hướng dẫn đối với người dân như là truyền hình Hà Nội làm ngày hôm nay. Theo tôi là một điều rất cần thiết và có ích. Thứ hai nữa là ở mỗi cây xăng thì cũng cần phải huấn luyện cho người bán xăng là hướng dẫn với lại người dân. Tất cả những điều đó cần phải được hướng dẫn và có một lộ trình thích hợp. Đối với lại các đô thị, quá trình đó dễ dàng. Nhưng đối với lại những cây xăng ở vùng miền núi và vùng dân tộc thì đấy là một quá trình cần phải có sự hướng dẫn kiên trì và cụ thể. Theo như là Nghị định 80 thì việc vận dụng hóa đơn điện tử phải có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Và vì vậy cho nên cho đến bây giờ là theo cái lộ trình đó chúng ta đã hơi chậm. Thì rất cần có một cái khoản vốn tín dụng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp chuyển đổi. Đồng thời thì cũng phải giải thích và khuyến khích người dân cũng như các doanh nghiệp chấp nhận cái khoản chi phí gia tăng này tuy không phải là quá lớn. Tuy vậy thì đối với những doanh nghiệp giao thông vận tải cũng là một cái khoản chi phí mà người ta sẽ tính vào giá thành. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh vì những chia sẻ vừa rồi ạ. Vâng, có thể là người tiêu dùng sẽ phải chịu một khoản chi phí in hóa đơn điện tử áp lên mỗi lần đổ xăng. Thế nhưng mà chị Hà Anh ạ, nếu như mà chúng ta chỉ mất từ 30 thậm chí là 50 đồng đi trên một lít xăng để đổi lại được sự minh bạch và tránh gian lận trong mua bán xăng dầu thì tôi nghĩ rằng đó là một khoản chi phí cũng không đáng kể. Tuy nhiên thì cũng vẫn phải có một cái chế tài quy định rõ ràng và để có một cái sự đồng bộ hợp lý để không phải là cây xăng này thì tính cao quá, cây xăng kia thì tính thấp quá, đảm bảo được cái sự công bằng cho người tiêu dùng. Và thực tế thì Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tiên phong triển khai hóa đơn điện tử trên toàn hệ thống và qua thời gian thực hiện thì mang lại kết quả minh bạch hơn trong hoạt động của doanh nghiệp. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng cho biết là nếu như trước đây thì tần suất phát hành hóa đơn là khoảng 25 triệu hóa đơn mỗi năm thì hiện nay khi thực hiện Nghị định 123 thì tập đoàn đã phát hành trên 1 tỷ hóa đơn trong một năm. Vâng ạ, rõ ràng lợi ích từ việc này thì cũng đã khá rõ rệt. Tuy nhiên thì việc triển khai hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cũng có những khó khăn nhất định như chi phí hay thói quen của người tiêu dùng. Ghi nhận thực tế thì đều cho thấy hầu hết các chủ phương tiện vẫn chưa có thói quen lấy hóa đơn mỗi lần mua xăng. Bởi vậy mà nhiều đơn vị kinh doanh xăng dầu cũng có thể dễ dàng trục lợi từ điều này, không xuất hóa đơn đỏ để trốn thuế VAT.
Ngoài ra, quy trình xuất hóa đơn thì vẫn được làm thủ công và mất thời gian cho cả những người bán và những người mua xăng dầu, nên vẫn xảy ra tình trạng ai cần hóa đơn thì mới viết. Tổng cục thuế cũng cho biết có tình trạng doanh nghiệp cuối ngày mới xuất hóa đơn tổng bán trong ngày, hoặc xuất hóa đơn theo tuần hay theo tháng, thậm chí bán hàng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, gây thất thu cho ngân sách. Và để có thể ngăn chặn được những hành vi này, việc triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán của các cửa hàng xăng dầu được xem là điều cấp thiết và cần phải làm ngay. Vâng, tất nhiên là chúng tôi không nói rằng là tất cả các doanh nghiệp xăng dầu đều cố tình trục lợi và không xuất hóa đơn đỏ để trốn thuế VAT. Thế nhưng mà việc áp dụng hóa đơn điện tử trên từng lần bán xăng dầu kỳ vọng sẽ giúp cho tăng cường kiểm soát phát hành hóa đơn cũng như là quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn được tình trạng trốn thuế, gian lận trong kinh doanh xăng và hạn chế tình trạng xăng dầu lậu kém chất lượng và đảm bảo công bằng cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính. Và có thể nói là việc lấy hóa đơn bán điện tử mỗi lần đổ xăng thực tế là văn minh, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số cũng như là đảm bảo được quyền lợi cao nhất cho người tiêu dùng.